Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm ít toàn dân huyện Kỳ Anh đạt 90%. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm ít toàn dân đạt 90% là một trong những kết quả nổi bật của công tác bảo hiểm, xã hội bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bảo hiểm ít toàn dân năm qua của huyện Kỳ Anh Hà Tĩnh. Năm qua, huyện Kỳ Anh có 5.236 người tham gia bảo hiểm xã hội. Trong đó 4.214 người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. 1.022 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đạt tỷ lệ bao phủ 15%, cao hơn chỉ tiêu áp nhân dân tỉnh giao 1%. 3.119 người tham gia bảo hiểm thất nghiệp, đạt tỷ lệ 9% so với lực lượng lao động trong độ tuổi có khả năng tham gia. 102.552 người tham gia bảo hiểm ít. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm ít toàn dân đạt 90% vượt 2% so với chỉ tiêu do tỉnh và huyện giao. Số người tham gia bảo hiểm ít theo hộ gia đình là 31.958 người, chiếm 26% dân số số thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp bảo hiểm thanh niên, bảo hiểm ít là 143,6 tỷ đồng. Đạt 102% kế hoạch giao tăng 10,6% tương đương 8 tỷ đồng so với năm 2018, tổng số tiền chi trả cho các đối tượng hưởng chế độ bảo hiểm xã hội. Bảo hiểm ít trong năm 2019 là 150,3 tỷ đồng, tăng hơn 8% so với năm 2018. Trong 2 tháng đầu năm 2020, số người tham gia, và, được cấp thẻ bảo hiểm ít trên địa bàn huyện Kỳ Anh đạt tỷ lệ 82%. Bảo hiểm ít học sinh năm học năm 2019 đến năm 2020 tính đến ngày 29 tháng 2 năm 2020 đạt 84% trên tổng số học sinh. Bảo hiểm xã hội huyện cũng đã thực hiện tốt việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội. Chi trả đối với hồ sơ ốm đau, thai sản, dưỡng sức cho người lao động đảm bảo an toàn, đầy đủ cho đối tượng. Công tác chi khám, chữa bệnh bảo hiểm ít có nhiều chuyển biến tích cực. Triển khai khám chữa bệnh ban đầu cho người có thẻ bảo hiểm ít tại 20 phần 20 trạm y tế xã. Hội nghị cũng đã nêu lên một số tồn tại, hạn chế như Nhận thức về vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền ở một số địa phương, đơn vị trong việc thực hiện chủ trương, chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm ít còn hạn chế. Công tác tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm ít, bảo hiểm thanh niên chưa thật sự hiệu quả công tác phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm ít, bảo hiểm thanh niên gặp nhiều khó khăn do các đơn vị sản xuất kinh doanh không đóng hoặc đóng không đủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm ít, bảo hiểm thanh niên cho người lao động. Sau khi phân tích và đưa ra giải pháp của từng ngành thành viên, hội nghị xác định các chỉ tiêu, mục tiêu chủ yếu của công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm ít toàn dân năm 2020, tổ chức thực hiện hiệu quả nghị quyết chương trình hành động các cấp hoàn thành chỉ tiêu tỷ lệ người dân có thẻ bảo hiểm ít trên 91%. Trên 16% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội. Trên 10% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm thanh niên. Vũ Huyền, hãy viết bình luận để cho mọi người biết ý kiến của bạn về sự việc này. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin hãy cho một lượt thích chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh xin chào và hẹn gặp lại.